Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nho học, ngay từ nhỏ, Phan Đình Phùng đã nổi tiếng thông minh, hiếu học và đỗ đạt hơn người. Ông đậu cử nhân khi 29 tuổi và chỉ một năm sau đó đỗ tiến sĩ. Năm 1878, ông được triều đình Huế điều về kinh thành giữ chức ngự sử ở Viện Đô Sát. Ở vị trí nào, ông cũng thể hiện sự tài năng, đức độ, hết lòng vì dân, vì nước. Song dấu ấn của Phan Đình Phùng trong những trang sử vàng của dân tộc lại nằm ở những ngày tháng ông giữ vai trò thủ lĩnh phong trào cần vương cứu nước. Trên tấm bia đá dựng tại mộ Phan Đình Phùng năm 1965, cố viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, viện sĩ Trần Huy Liệu đã mở đầu bài văn bia bằng những dòng khẳng định: Phan Đình Phùng là một trong những lãnh tụ lớn nhất, tiêu biểu nhất của phong trào cần vương yêu nước chống Pháp ở nước ta cuối thế kỷ 19. Tài năng của ông thể hiện từ việc tập hợp lực lượng, tổ chức đấu tranh, đưa khởi nghĩa Hương Khê trở thành cuộc khởi nghĩa kéo dài nhất trong phong trào cần vương. Đêm ngày 7 tháng 6 năm 1885, kinh thành Huế thất thủ và rơi vào tay Pháp. Vua Hàm Nghi hạ chiếu cần vương. Cả một cao trào yêu nước chống Pháp đã dâng lên từ Nam chí Bắc. Mảnh đất Thanh, Nghệ hừng hực lửa đấu tranh. Ngay tại quê nhà, Phan Đình Phùng ra lời kêu gọi, dựng cờ khởi nghĩa thu hút sự đồng tâm, hưởng ứng của đông đảo sĩ phu, thân hào, nhân dân yêu nước.